như bò ấy. Giờ không có lời chửi, ca như chó ấy. Yên, tao nói mày nghe, Yên cướp phải có tôn ti trật tự. Mình là mình, đại ca là đại ca, đại ca là bề trên, biết chưa? Ý nó bảo cái nó. SVC03 đây, anh đã bầu cho mẹ em chưa nhỉ? Vâng, sao anh? Anh huy động 500 thằng đệ ngồi túc trực trên máy à? Em đứng ngoài cả. Đưa mình tới anh. Cứ khi nào thấy bọn ký ức mà nó lên 1 ấy, mình phải lên 10 à nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Đi đâu? Em biết hôm nay là ngày gì mà đông thế nhỉ? Hôm nay là ngày 22 đại ca. 22 tháng 12 ạ? Vâng. Là ngày gì? Ngày quốc tế thiếu nhi đấy. Mày đi với tao bao nhiêu lâu rồi? 22 tháng 12 mà không biết là ngày gì? Cái ngày gì đại ca? Quốc tế phụ nữ. Cái thằng cao cao kia kìa, bán con bóng ấy, nó chưa nộp ok tháng này đâu. Xong rồi anh em mình thu nó sau nhá. Vâng, để ca để em xử. Ra về lại các cô mẹ. Mẹ nói gì đấy? Oh my god, sit down please. Mình phát âm chữ shit sai rồi. Phát âm chữ shit. Mình cong lưỡi lên. Dồn khí tụ đang đi. Từ từ đẩy qua nhảy nhảy. À đại ca đại ca. Thì thằng này tao đang dạy nó. Biết nhiều lắm hỏi. Khi nào học thấy rạo rực trong lòng người. Shit. Không. Ngay mà. Anh
chị xem Huyền Hương. Đại ca, đại ca. Của chị em có câu hỏi này, đại ca chỉ giáo. Đại ca ngồi xuống, các con phải đứng nữa. Hỏi đi. Thế em thì gia đình hoàn cảnh không có điều kiện. Thứ hai, thằng kia thì nó nhà giàu nhưng mà nó chơi với em nó chỉ học lớp ba là không hai rưỡi. Lớp ba là cả. Cái này nó yêu cái. Nên đại ca chỉ học cao lắm, đại ca chỉ cả đại học được đại tiến sĩ gì đấy cơ mà thú thật với cậu bé là đi học hết cả nhau lớn thôi trên trời cậu bé công phu đã công phu này là tí là đây công phu ta đi sẽ đây cậu bé đi chị cứ chờ thằng chó đi nhá. Thôi em, mình đi
ơi. Tại gì nữa đây? Giá đồ đang lên anh ạ. Chỉ cho ít này, em không lấy đâu. Chị đọc cái này đi. Mày cho chú hôm nay đi cái đấy. Thầy, cho chú ăn 600 tinh hồn luôn. Đi làm hùm ăn nhé. Đi cảm ơn nhá. Con đi thôi nha. Đừng có coi thường ăn mày nhá. Mày và ăn phun dùng. Điện thông báo ra. Alo, bên đấy nào mày? Mới ngủ rồi, vãi mày. Tối đi ba nhá. Người vợ, người con, dựng dân, dựng nước.
Nhưng bọn em đã cướp quen rồi. Em biết quen mày rồi. Đúng vậy. Kiếm công việc chân chính để làm cũng dễ dàng gì. Nhưng các anh hãy cố gắng lên, hãy phấn chấn lên. Bác Hồ đã từng nói rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí hát làm nên.